Chạm hai lòng bàn tay vào nhau, đặt nhẹ vào mắt, lần nữa chạm hai lòng bàn Nông tay, ơi, nông bật đĩa đi nông ơi. đặt nhẹ vào mắt, mở mắt chớp chớp mắt, mở tay ra nhìn theo tay, vươn tay lên hít sâu vào, hà xuống thở sầm, lên hít sâu vào, thở sầm, hít sâu vào, vươn tay lên, đan tay giữ lại. 5 4 3 2 1 Hạ xuống thở sầm. 5 4 3 2 1 Trở về giữa, hít sâu vào, ngửa ra sau, thở sầm. Trở về giữa, hít sâu vào, nghiêng phải, thở sầm. Trở về giữa, hít sâu vào, nghiêng trái, thở sầm. Trở về giữa, hít sâu vào, cúi xuống thấp bụng, thở sầm, xoay tròn cổ. Xoay chậm chậm, xoay đến đâu đảo mắt nhìn theo đến đó. Xoay đổi chiều, mời tập tay, hai lưng bàn tay hướng vào nhau, đưa tay phải qua đang chặt vào, kéo vào hít, đẩy ra, thở ra. Trở về, hít vào, thở ra, đẩy cao lên ngang mặt. Trở về, kéo vào, đẩy ra, đẩy cao tay lên qua khởi đầu, hạ xuống, trở về, đổi tay, kéo vào, đẩy ra, trở về, kéo vào, đẩy ra, trở về, kéo vào, đẩy thẳng tay lên, hạ xuống, trả về, thả lỏng tay, dùng lực tay đặt cạnh đầu gối, xiết cơ bụng lại, nâng mông lên, hạ xuống, hai lên, xiết cơ bụng nâng lên, xuống, ba lên, xuống, bốn lên, xuống, năm lên, xích cái bụng lên, giữ, năm bốn ba hai một, hạ xuống, tháo chân ra, duỗi hai chân, thả lỏng. Xếp đổi chân,
Xếp đôi chân bằng cột sống, đưa tay phải ra sau, tay trái kéo căng úp vào eo bên trái, thẳng lưng lên, hít sâu vào, từ từ xoay phải, thở rầm, trả về, hít sâu vào, xoay thở rầm, trả về, sau xoay thở ra, xoay cổ, xoay vai, trả về, sau xoay thở ra, xoay thêm, trả về, sau xoay thở ra, xoay tối đa, thấp bụng thở hết hơi ra, thong thả trả về, thả lỏng tay, mời đổi bên, thẳng lưng hít sâu vào, xoay trái thở ra, trả về, hít sâu vào, xoay thở ra, trả về, sâu vào, xoay thở ra, xoay cổ, xoay vai, trả về, sâu vào, xoay thở ra, xoay thêm, trả về, sâu vào, xoay thở ra, xoay tối đa, thấp bụng thở hết hơi ra, thong thả trả về, thả lỏng tay, xoay người lại, hai tay đan sau lưng, hai tay cầm viên gạch đi, cầm viên gạch ra sau, cầm hai đầu gạch, thẳng tay ưỡn ngực, thẳng căng tay ưỡn ngực, vươn cầm hít sâu vào, trương tới gập xuống, thở ra, bật tay cao lên, nâng lên hít sâu vào, trương tới gập xuống, thở ra, nâng lên hít sâu vào, trương tới gập xuống, thở ra, nâng lên hít sâu vào, trương tới thớt bụng, thở ra, nâng lên hít sâu vào, trương tới bật tay ca lên, thở ra, giữ lại, 5 4 3 2 1. Nâng người lên, hít sâu vào, thả lỏng tay, thở ra, tháo chân ra, đặt hai viên gạch ra phía sau lưng, duỗi thẳng hai chân, chống hai tay lên hai viên gạch, mỗi bàn tay hướng vào người, xiết mông đùi bụng, hít sâu vào, nâng lên, nâng người lên, và xiết bàn bụng, quạt không thở ra, như vậy ấy tình hạ xuống, đi sâu vào, vươn đi hai tay lên, trương tới gập xuống, thở ra, nâng lên, hít sâu vào, chống hai tay ra sau, xiết mông đùi, nâng lên, thở ra, đặt bàn chân xuống luôn, nâng lên, hít sâu vào, hạ người xuống, vươn tay lên, hít sâu vào, trương người tới gập xuống, thở ra, chi thủy. thôi em chả hiểu gì cả. Ủa em chống tay đồ đúng hết trơn rồi, cô không kêu không nhắc, sao không hiểu? Chống tay lên gạch thì nâng mông lên, cô thấy tập đúng rồi thì cô đâu có kêu làm gì. Vươn tay nâng người lên, hít sâu vào,
Chống hai tay ra sau hai viên gạch, nó người lên siết mông đùi bụng thở sàn. Hô sao làm vậy mà? Thả lỏng giữ, tập trung hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1. Hạ xuống, vươn tay lên, hít sâu vào. Trường người tới gập xuống thở sàn. Gập xuống thở sàn. Giữ lại. Nâng lên hít sâu vào. Hạ tay xuống thở sàn. Chống quỳ lên đặt hai viên gạch. Một viên ở bên đầu gối phải và một viên ở bên tay trái. Chống quỳ lên đặt gạch vào. Một viên đặt ở dưới đầu gối phải và một viên chống dưới bàn tay trái. Tay chân là bốn gốc vuông. Hít sâu vào, duỗi thẳng chân trái tay phải lên. Duỗi thẳng ra. Co gối, co tay, khuỷu tay chạm gối, thở sầm. Khuỷu tay chạm gối có mẫu ở Nhan Thủy. Hai, hít sâu vào. Vừa co tay, co gối, thở sầm. 3, hít sâu vào, duỗi căng ra. Rồi giữ lại, hít thở đều. Gấp chân lên, tay nắm chân. Kéo căng bật gối cao lên. Căng lên, vươn cầm lên, vươn cầm lên. Giữ. 3, 2, 1, duỗi thẳng ra. Co gối, co tay chạm nhau, thở ra, rút rốn, xích cái bụng lại, thở ra. Duỗi ra, hít sâu vào. Hạ tay chân xuống, thở ra, đổi, đổi gạch qua. Nâng tay chân lên, hít sâu vào. Duỗi thẳng ra. Co gối, co tay, thở ra. Hít sâu vào, duỗi thẳng ra. Đúng rồi. Cột sống trên trục thẳng nha, đừng có xìa tay xìa chân ra. Thở ra. Cong lưng rút rốn, xích cái bụng thở ra. Lần nữa hít sâu vào, duỗi căng ra. Nâng chân lên cho cao lên, hiên giữ thân lại. Đúng rồi. 3, 2, 1. Gấp chân lên, tay nắm chân. Kéo căng, bung cao lên. Giữ. 5, 4, 3, 2, 1. Duỗi ra. Co gối, co tay, xích cơ bụng lại, thở ra. Nhi tập đi Nhi, mở cam lên Nhi. 5, 4, 3, 2, 1. Duỗi ra, hít sâu vào. Hạ tay chân xuống, thở ra. Lấy hai viên gạch lên, đặt ở phía trên, rồi hạ hai cẳng tay xuống. Đang chặt các ngón tay lại, chắc lại. Xí chắc cơ bụng lên, hít sâu vào, đẩy vai về phía trước, cột sống vẫn thẳng không võng nha. Đẩy cái vai về phía trước, đẩy tới, gồng bụng xí sau, đẩy vai về trước luôn, gồng bụng xí sau, lùi về, xí cơ bụng thở ra. Hai, hít sâu, đẩy tới, đẩy vai tới, đúng rồi, đẩy tới, xí cơ bụng lại. Thở ra, lùi mông về, ép chằng vai xuống xí sau, thở.
Ba hít sâu vào trường vai tới. Luôn luôn gồng bụng lên. Thở ra rút rốn xích cơ bụng lôi về thở ra. Hít sâu vào đẩy tới giữ. Gồng bụng lên xiết lại giữ. 5 4 3 2 một lùi về xích cơ bụng thở ra ép chân vai xuống ép chân lồng ngực xuống gấp cẳng tay lên luôn xích sau thở ra đúng rồi chân vai ép xuống thở duỗi cổ ra chút thành đặt cái cầm xuống đó rồi chân xuống cái vai đi vai cứng đó vai cứng suy nghĩ vô chân xuống nữa 5 4 3 2 1 lên. Rồi lui hai chân ra phía sau, cẳng tay vẫn chống luôn. Lui dài chân ra phía sau nữa. Lui dài ra. Chống hai mũi bàn chân. Hỏi sâu vào siết chắc cơ bụng lại, nâng lên, tấm ván thấp, siết cơ bụng lên. Rút rốn siết, đúng rồi, siết cơ bụng thở. Đẩy vào hạ gối ép chân vai xuống đẩy mông lên gối vuông chân vai rút rốn xiết cơ bụng thở ra ép vai xuống nữa thủy gấp cẳng tay lên luôn mỗi lần chân vai ép cẳng tay xiết cơ bụng thở nhớ hai viên gạch đừng để quạt rộng hơn vai nha hít sâu vào trương tới và nâng đầu gối lên tấm ván thấp rút rốn xiết cơ bụng lên tấm ván thấp xít sâu thở hít vào hạ gối xuống và đẩy mông lên đó, chân vai chân lưng xuống rút rốn xít cơ bụng thở ra tay xuôi về trước xong rồi gác cái khuỷu tay gấp cẳng tay lên lần nữa hít sâu vào toàn thân giữ thẳng xít cơ bụng lại giữ 5 4 đẩy vai xít tới chút thành 3 cho gấp vuông 2 1 ép chân xuống rút rốn xiết cái bụng thở ra chân xuống ép vô vai nữa đi ép vai mở lưng xiết cái bụng thở ra 5 chân xuống nữa suy nghĩ vào vai vào lưng 4 3 2 1 lên hít sâu vào rồi bây giờ dựng hai viên gạch lên. Đúng rồi, dựng ngang như vậy thôi. Không, đừng dựng đứng lên thủy. Đúng rồi, dựng vậy được rồi. Rộng bằng vai. Rồi đặt hai khuỷu tay lên. Đừng có rộng hơn vai. Rộng bằng vai. Đặt hai khuỷu tay lên. Hít sâu vào hạ đầu gối. Đặt hai khuỷu tay. Đẩy vai tới luôn. Đẩy vai tới xiết cái bụng lại thở. Không, hạ đầu gối xuống. Hạ đầu gối xuống hiên. Hạ đầu gối. Đẩy cái vai tới xiết cái bụng lại. Hít vào, đẩy mông ra về. Đẩy mông về, chân xuống, siết sâu, thở ra. Suy nghĩ vô vai thêm thành, vai chưa mở đó. Ép xuống, ép xuống, ép xuống. Lên, hít sâu vào. Đẩy tới, đẩy vai tới, siết cơ bụng. Rút rốn, siết cơ bụng, thở. Hít sâu vào, chân xuống, siết cơ bụng, thở ra. Ép chân 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 vai xuống nữa chân lồng ngực xuống nữa lên hít sâu vào đẩy tới rút rốn cụp xương cột kéo xương mu về phía mặt của mình á kéo về phía cái bụng lại thở hít vào ép xuống thở ra để cao mông lên xiết cái bụng lại thở ra ép chân 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 xuống thở ra ép xuống duỗi cổ ra thành đừng có cái trán chưa gì hết đã chạm rồi duỗi ra để ép vai ép lưng 5 tiếp tục ép vai ép lưng 4 ép vai ép lưng thêm suy nghĩ vô vai vai hiên là giãn nhất ra mở nhất rồi tới thủy tới thành suy nghĩ vào duỗi cổ ra thủy duỗi cổ ra đúng rồi đặt cái cằm á ép cái cằm xuống để cho vô vai
lên hít sâu vào lui mông về em bé thở rằm cuộn từng đốt sóng lên cầm hai viên gạch đứng lên đứng xích tới đầu thảm rồi vẫn đặt cái hai viên gạch chiều đó đặt ở phía trước người mình phía trước mặt mình khoảng 50 dựng lên thủy dựng lên chiều dọc, chiều lên không ngang đúng rồi rồi vươn hai tay lên hít sâu vào vươn người lên trường người tới gập xuống thở rằm trường người rút rốn xiết cái bụng thở rằm ép sâu vào thở ra hai tay đặt hai bên bàn chân thủy hai tay đặt xuống hai bên bàn chân chung gói bước chân phải dài ra sau hít sâu vào hạ đầu gối phải lấy viên gạch hai tay cầm hai đầu cầm một viên gạch lên hai tay cầm hai đầu viên gạch nâng tay lên nâng gạch lên nhấn hông xuống vươn tay lên hít sâu vào vươn viên gạch lên thủy nhấn hông vươn tay lên kéo căng tay vai ngã ra sau thở ra ưỡn ngực vươn cầm lên đúng rồi kéo ra sau thở lên hít sâu vào đạp thẳng gối trước trường lưng tới thân song song với sàn thở ra thẳng gối trước hiền à duỗi dài lưng xích cái bụng thở ra đạp bàn chân xuống luôn thẳng gối trước nhưng đạp bàn chân lên hít sâu vào tấm gối nhịp nhàng hạ hông sao xuống ưỡn ngực vươn cầm kéo tay vai ra sau thở ra đúng rồi lên hít sâu vào nhịp nhàng đẩy mông ra sau thẳng gối trường lưng thân song song với sàn thở ra duỗi lưng tới lần nữa lên hít sâu vào tấm gối ưỡn ngực vươn cầm kéo ra sau thở ra 5 4 3 2 1 hít sâu vào trường lưng tới thân song song với sàn thở ra lùi mông xiết cái bụng thở 5 4 3 2 một chống tay xuống đặt viên gạch trở về chỗ cũ chống hai tay hít sâu bước chân trái ra sau trường vai tới tấm ván cao xiết cơ bụng lại rút rốn xiết sâu thở hiên chân bước lùi ra phía sau chút chưa đủ chân lùi ra đúng rồi rồi đúng rồi thẳng chắc người hạ gối hạ ngực hạ cằm nâng mông cá sấu thở sàm trường lên rắn hổ mang hít sâu vào trường tới lượng cột sống đúng rồi đúng rồi nâng lên chó úp mặt thở sàm đúng rồi rất tốt chân phải ra sau bật cao lên hít sâu vào ép người xuống căng gót chân lên thủy mũi chân hướng xuống đúng rồi hiên mũi chân hướng xuống sàn căng cái gót chân lên trần nhà đúng rồi úp đều hông đẩy tới bước lên bằng hai tay hít sâu vào hạ đầu gối trái xuống và hai tay cầm gạch đổi bên hai tay cầm gạch ưỡn ngực vươn cầm lên kéo căng tay vai ngã ra sau thở ra đúng rồi cảm nhận ngã lưng giữa lưng trên và vào khớp vai lên hít sâu vào thẳng gối trước đạp bàn chân trương ngươi tới thân song song với sàn thở ra lên hít sâu vào nhịp nhàng thân lên tấm chân xuống kéo căng tay vai ưỡn ngực ngã ra sau thở ra
Đúng rồi. Lên hít sâu vào, mới tập tập vừa thủy để ngày mai đau lắm. Trường tới gặp thở ra, thân song song với sàn, giữ lưng đó thủy, nâng tay lên, nâng đầu lên, lưng được rồi, giữ lưng, ép lòng ngực, nâng tay. Lần nữa hít sâu vào, tấn gối kéo căng, ngã ra sau, thở ra, ưỡn ngực vươn cầm ngã thở, 5, 4, 3, 2, 1, lên, hít sâu vào, trương lưng, duỗi tới, xích cái bụng thở ra, duỗi căng căng căng, gập thân xí nữa được không Hiền, 5, 4, 3, 2, 1, đặt gạch xuống, tấn gối xuống, hít sâu vào, đặt viên gạch trở về, chống hai tay, bước chân trái lên, xích cơ bụng thở ra, ép xuống con cò thở ra, duỗi hai tay ra cạnh đầu, nâng người lên, hít sâu vào, kéo căng tay vai, ưỡn ngực vươn cầm, ngã ra sau, thở ra, 5, lên, hít sâu vào, hạ tay xuống, thở ra, 1 viên gạch, đạp lên, đặt nằm xuống rồi đạp bàn chân trái đứng lên. À, bàn chân trái ngay chỗ nào, đặt viên gạch vô ngay bàn chân ở dưới đó luôn. Đúng rồi. Đó. Hít sâu vào, nhấn lực lên chân trái và vươn hai tay lên. Vươn hai tay lên, đứng lên trên chân trái. Trường người tới gập xuống, bật cao chân phải lên, thở ra. Gập xuống chân trái, thở ra. Chống tay xuống, rồi bật cao chân phải lên, xích cơ bụng lại, thở ra, xí sâu thở, xí sâu thở, 5, gập sát vào, xích cơ bụng thở, 4, 3, 2, được hai tay nắm cổ chân trái luôn, nếu được vẫn bật cao chân phải lên, tập trung vào, giữ thăng bằng, hít thở sâu, 5, bật cao chân lên, 4, 3, 2, 1, từ từ duỗi tay và hạ chân, nâng người lên, hít sâu vào, hạ tay xuống, thở ra, đổi chân. Vươn hai tay lên, hít sâu vào. Rồi, vừa cúi vừa nâng chân trái lên, thở ra. Vừa cúi là vừa nâng chân lên. Bật cao chân lên, trút đầu xuống, ép sâu, thở ra. Ép sâu, thở ra. Bật cao chân lên thêm, xiết cơ bụng lại, thở ra. 5, 4, 3, 2, 1, được thì nắm cổ chân đi nào, tập trung giữ thăng bằng, hai tay nắm cổ chân, nắm từng tay trước, từng tay, tay phải nắm trước, được thì mới đưa tay trái vào, 5, 4, 3, 2, 1, hạ chân, vươn tay lên, hít sâu vào, hạ tay xuống, thở ra, thả lỏng, hít thở sâu, hai chân khép sát, đặt hai viên gạch ở hai bên bàn chân, hai chân khép sát lại, rồi để viên gạch nằm xuống và đặt hai bên bàn chân, vươn hai tay lên, hít sâu vào, kéo căng tay vai, ưỡn ngực vươn cầm, ngã ra sau cây lau, thở ra, ưỡn ngực lên, vươn cầm, siết mông đùi bụng, thở ra,
lên hít sâu vào, trương tới cúi xuống, hai tay đặt lên hai viên gạch, xích cái bụng lại thở sầm, rút đầu cúi xuống, xích sâu thở ra, ngẩng cổ duỗi dài lưng, hít sâu vào, chung gối chống chắc tay, xích cái bụng lại, bật chân ra sau tấm ván thấp, xích cái bụng thở ra, tấm ván thấp rút rốn, xiết sâu thở, hạ xuống cá sấu, tấm ván thấp vẫn chống tay á nha Hi, chống tay, khuỷu tay kẹp vào mạng sườn, trường lên rắn hổ mang, vẫn là chống tay lên gạch, duỗi chân ra, hít sâu vào, chống hai tay lên hai viên gạch, ưỡn ngực, đúng rồi Thủy, xề vai, ưỡn ngực, vương cầm, ngã thở, lên hít sâu vào, chống chân, chớp mặt, thở ra, rút rốn, xích cơ bụng, thở ra, nhón gót chung gối, nhìn về đầu thảm, lên chiếc ghế, hít sâu vào, lên chân đau thì đi lên đó Hiền, lượt xuống gót chân, rút rốn, xích cơ bụng, thở, đầu gối coi chừng chờm thành, nón lên hít sâu vào, kéo căng tay vai, ưỡn ngực, vươn cằm, ngã ra sau, thở ra, đẩy hông tới xí Thủy, đẩy cái hông xiết mông đùi bụng, lưng ngã được rồi, cái hông đúng rồi, lên hít sâu vào, trương tới cúi xuống, thở ra, rút rốn, xiết sâu, thở ra, giờ cầm hai viên gạch và dựng nó lên, nằm ngang lên, không đừng dọc ngang thôi đó, nhớ khép sát vô hai chân, ngẩng cổ duỗi dài lưng, hít sâu vào, dựng lên Hiên, dựng dựng ngang lên, đúng rồi, rồi chung gối chống chắc tay, xiết cơ bụng, tấm ván cao, xiết cơ bụng, tấm ván cao, thở ra, rút rốn, xiết sâu, thở, hít vào, chắc tay, khuỷu tay kẹp vô mạng sườn, chung xuống, tấm ván thấp, đúng rồi, xiết cái bụng, thở ra, xuống cá sấu, hạ gối, hạ ngực, hạ cầm, nâng mông, khép khuỷu tay lại, nghe xăng chắc bóp tay và rảnh lưng, tạo rảnh lưng, lên hít sâu vào, trương lên rắn hổ mang, uốn cong lưng, chớp mặt, thở ra, rút rốn, xiết bụng, thở ra, nhón gót chung gói về chiếc ghế, hít sâu vào, xiết cơ bụng, lên chiếc ghế, thở ra, nón lên hít sâu vào, ấn lực xuống gót chân, đứng lên, kéo căng tay vai, ưỡn ngực, vươn cằm, ngã ra sau, thở ra, cây lao, kéo tay vai, ưỡn ngực, vươn cằm, ngã trình tự, không có đau thắt lưng, lên hít sâu vào, trương tới cúi xuống, thở ra, trương tới cúi, rút rốn, xiết cuộn, thở ra, ép vào con cò, lần này dựng hai viên gạch, đứng lên và đặt hai bên chân, đặt hai bên chân luôn, ngẩng cổ duỗi dài lưng, chung gối xuống, chống cho chắc chắn vững vàng, tấm ván cao, xiết cơ bụng, chân ra sau, tấm ván cao, xiết cơ bụng, thở ra, rồi chung tay xuống, tấm ván thấp, xiết lại, giữ, đúng rồi Hiền, rất tốt, cứ cố lên, hạ đầu gối, hạ đầu gối, rồi giữ ở đó luôn, giữ đó, giữ đó, giữ vai đầu ở đó, 3 2 1, trương lên rắn hổ mang, hít sâu vào, đúng rồi, khép khuỷu tay lại, ưỡn lồng ngực tới, lên chó úp mặt, thở ra, rút rốn, xiết cái bụng lại, thở ra,
xí sâu thở. Trường vai tới tấm ván cao, rút rốn xí sâu, rút rốn xí sâu. Rồi, đẩy cao hông lên, xích bụng thở sàm, chóp mặt thở sàm. Trường vai tới tấm ván, rút rốn, xích bụng lại, chắc, 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 chắc. Xích sâu, chắc người, duỗi cổ. À, thành, lui chân xích ra, chân không đủ. Cái gót ngay ở trên mũi chân, chứ đừng có cái hình xéo. Đúng rồi, Thủy. Rồi đẩy hông lên, rút rốn xích bụng thở ra, ép vai xuống chút nữa Thủy. Đúng rồi, ép xuống, cô chụp hình à, ép, đúng rồi, giữ thành, thẳng tay và ép vai, ép lưng. Trường vai tới, hít sâu vào, xích cơ bụng lại, thở. Đẩy hông lên, ép xuống, thở ra. Vai thành á, cứng á, chưa mở á, cho nên cố mỗi cái tư thế ép mở vai mở lưng là thả lỏng nó ra, ép ép ép. Thủy cũng vậy, Thủy cũng mở nhưng mà mở chưa nhiều. Trường vai tới tấm ván, hít sâu vào, chắc cơ bụng, giữ, rút rốn. Rồi giữ đó nè, tập vắt mở luôn. Kéo gối phải lên lồng ngực của mình, xích cơ bụng thở. Đúng rồi, kéo gối phải, không cần duỗi cuốn đầu vô, Thủy cứ duỗi cổ ra, vuốt mũi chân ra, vuốt mũi chân phải. Rồi đặt chân phải trở về, kéo gối trái, xích cơ bụng lên, rút rốn xích sau, vuốt mũi chân. Đúng rồi, trả về. Hai, kéo gối phải lên. Ủa mình đi ăn chứ mấy người này đâu có ăn đâu mà vắt mỡ mấy người này ghê vậy ta. trở về, hít sâu, trái lên, xích bụng thở ra, hít sâu, phải ba, phải lên, xích bụng thở ra, hít sâu, đổi trái lên, thở ra, cố lên hai lần nữa. Hít sâu, bốn, phải lên, xích cái bụng thở ra, trở về, hít sâu, trái lên, thở ra, xích cái bụng lại. Đúng rồi, lần nữa, hít sâu, phải lên, xích cái bụng thở ra, rút rốn xích sâu. Năm, bốn, ba, hai, một, hít sâu vào. Lần cuối, trái lên, xích cái bụng thở ra, giữ. Năm, bốn, ba, hai, một, hạ xuống, hạ đầu gối xuống. Rồi, ép chằng vai xuống. Thả lỏng tay vai, ép chằng xuống, thở ra. Thả lỏng cổ, buông đầu, xiết bụng, thở ra, giữ, hít thở đều. Năm, thả lỏng, hít thở sâu vào, điều hòa hơi thở. Bốn, ba, hai, một, cuộn người lên, đặt gạch qua một bên đi, nằm thư giãn. Thủy bỏ chạy rồi, mồ hôi thì quá rồi, bỏ chạy rồi. Mặt hiên hồng hào lên luôn rồi. Đỏ ao lên rồi. Máu nó lên mặt đẹp da. Nâng tay chân lên, chân này vỗ vào chân kia, tay này vỗ vào tay kia. Đổi bên. Thư giãn Thủy ơi. Co gối, co tay vỗ vào nhau, vòng tay ôm gối, ép đùi sát bụng ngực,
nâng đầu lên mũi chạm gối thở sâu, lăn lưng massage lưng, tập xong thư giãn cho kỹ là mình sẽ không có nhức cơ, đau mỏi cơ. Hạ đầu lăn phải trái, tập mà được tập tại nhà mà được như thành gì quá sướng vậy, trải cái thảm ngoài sân rồi chiêu chiêu chiêu, nâng tay chân lên rung 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 rung, chỉnh cái cam lại, nó quay ngang rồi kìa Thủy, nó bị dựng ngược lên rồi, cho nó xoay tự động lại. Nằm thư giãn thả lỏng sâu, cho nó xoay tự động lại đi, rồi chạy vô thảm cô chụp bơi hình. Rồi được rồi Thủy, lấy cái khăn bỏ qua bên trong bên sau em, lấy cái khăn đúng rồi, rồi nằm xuống. À, hiên tay đưa xuôi ra 45 độ, còn thành thì khép lại bớt, hiên thì chưa đủ mà thành thì quá rộng, hiên xuôi ra xích ra, mở rộng hai tay xích ra xí, đúng rồi. Hãy nằm ở tư thế thật là thoải mái và từ từ khép mắt lại. Bắt đầu để cho toàn bộ cơ thể được thả lỏng, qua lại với hơi thở và cảm nhận hơi thở đang đi vào và đi ra. Hãy cảm nhận sự mát mẻ ở sống mũi khi hơi thở vào ra. Bắt đầu thả lỏng toàn bộ đỉnh để cho sự thư giãn massage toàn bộ vùng đỉnh đầu, thả lỏng lông mày, thả lỏng vùng trán, thả lỏng toàn bộ vùng mũi, hai má, vùng miệng và toàn bộ khuôn mặt. Hãy để cho sự thư giãn lan xuống vùng gáy và sự thư giãn lan tỏa ra vùng vai, vùng bắp tay, cánh tay, bàn tay và các ngón tay. Tiếp tục thả lỏng toàn bộ vùng ngực, cột sống lưng, thư giãn vùng bụng. Hãy cảm nhận khi bụng phồng lên và xẹp xuống. Thả lỏng vùng eo, vùng hông và lan dần sự thư giãn xuống hai đùi, vùng gối. Thả lỏng cẳng chân để cho bàn chân thư giãn. Và thả lỏng từng ngón chân. Toàn bộ cơ thể lúc này hoàn toàn được thư giãn và thả lỏng. Thần kinh cũng đang được thư giãn. Từ từ chìm sâu vào giấc ngủ bình yên và thư thái.
Thống nhất các ngón tay, ngón chân, bàn tay, bàn chân, đánh thức cơ thể. Hai tay đan lại, vươn qua khỏi đầu, duỗi căng từ ngón tay cho đến ngón chân. Từ từ co chân trái chống xuống sàn, co tay phải đỡ đầu, nằm nghiêng người qua phải. Từ từ co hai gối, hai tay chống xuống, đỡ người ngồi lên. Đưa hai tay lên, massage cổ, vai, tay, vỗ nhẹ vào hai tay. Đưa hai tay massage hai chân, vỗ nhẹ vào hai chân. Tiếp tục đưa hai tay nắm hai bàn tay lại, đưa lưng bàn tay áp vào hai quả thận, massage hai quả thận. Mời cả lớp nghỉ tại đây. Cảm ơn cả lớp đã tập cùng cô Dung. Chúc cả lớp của chúng ta luôn luôn khỏe, trẻ, đẹp, tích cực. Hẹn gặp cả lớp vào buổi tập tiếp theo. Bây giờ cô Dung xin chào và hẹn gặp lại.